Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Màn kỷ niệm 35 năm bên nhau lần cuối của cố người thủy chí tài và vợ trên sóng truyền hình, nụ hôn ngọt ngào giờ chỉ còn là hồi ức. Có ai ngờ được khoảnh khắc vui vẻ của người thủy chí tài và vợ giờ chỉ còn là ký ức đẹp của người ở lại. Những ngày đầu tháng 12 năm 2020, cả showbiz Việt nhuộm màu tang thương để đưa tiễn nghệ sĩ chí tài về với cát bụi. Sự ra đi quá đột ngột của nam danh hài tài hoa khiến bạn bè, người thân và đặc biệt là ca sĩ Phương Loan suy sụp đau buồn suốt nhiều ngày liền. Được biết ca sĩ Phương Loan đã hy sinh sống xa chồng để nghệ sĩ chí tài được hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, đặc biệt vào tháng 3 năm 2018. Trong một lần về Việt Nam, ca sĩ Phương Loan đã bí mật tham dự chương trình Ca sĩ bí ẩn do nghệ sĩ chí tài làm ban giám khảo để tạo sự bất ngờ cho chồng. Màn thể hiện tình cảm ngọt ngào của đôi vợ chồng cố nghệ sĩ khiến bao người ngưỡng mộ. Theo lời Việt Hương tiết lộ, hôm đó cũng là kỷ niệm 35 năm bên nhau của cố nghệ sĩ chí tài và ca sĩ Phương Loan. Cả hai đã trao nhau nụ hôn cực ngọt và ánh mắt âu yếm trước sự chứng kiến của đàn em và công chúng. Không chỉ thế, ngay trên sóng truyền hình, nghệ sĩ chí tài còn hớt lời khen ngợi bà xã bé heo rất trẻ trung vì lúc nào cũng nghĩ mình mới 18. Đến hiện tại khi nghệ sĩ chí tài đã vĩnh viễn rời xa cõi đời, khán giả vô cùng xót xa khi xem lại clip này vì là lần cuối cùng hai vợ chồng nghệ sĩ cùng đứng trên sân khấu tại Việt Nam sau khi đưa tiễn chồng về với thiên đường. Người hâm mộ cũng mong ca sĩ Phương Loan sớm lấy lại tinh thần, giữ gìn sức khỏe để sống tốt trong khoảng thời gian sắp tới. Phương Loan ôm hộp tro cốt hôn gió tạm biệt nghệ sĩ chí tài. Trong lễ an vị nghệ sĩ chí tài, ca sĩ Phương Loan ôm hộp gỗ đựng tro cốt cố nghệ sĩ đặt ở nghĩa trang rồi hôn gió tạm biệt người chồng quá cố. Mới đây trên trang cá nhân, một nhiếp ảnh gia chia sẻ hình ảnh lễ an vị nghệ sĩ chí tài ở Mỹ. Theo đó, gia đình cố nghệ sĩ cùng bạn bè thân thiết đã có mặt để thực hiện các nghi thức đưa nghệ sĩ chí tài về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lễ an vị, ca sĩ Phương Loan ôm hộp gỗ đựng tro cốt của người chồng đã gắn bó 33 năm, sau đó đặt ở nghĩa trang. Trước phải rời đi, bà xã chí tài hôn gió tiễn biệt chồng khiến không ít người xúc động. Trước đó, trong đám tang của nghệ sĩ chí tài, ca sĩ Phương Loan nhiều lần khóc nghẹn, cô viết trong sổ tang lời tiễn biệt chồng, ông xã của em, mỗi lần bé heo hỏi anh thương em nhiều như thế nào, anh hay bảo thương em rộng lớn như bầu trời và nhiều như những vì sao. Em sẽ không bao giờ quên lời nói của anh, bây giờ anh đã được về với thiên đàng, với Chúa. Mỗi lần nhìn bầu trời, em như sẽ thấy anh đang nhìn xuống với em. Và khi đêm về, em nhìn lên các vì sao, em biết anh đang mỉm cười và nói anh thương bé heo của anh mỗi ngày. Không ít nghệ sĩ xót xa trước hình ảnh của bà xã chí tài trong tang lễ. Trên giờ Phương Trinh chia sẻ, bé heo của anh đã đứng suốt bên anh từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không một phút nghỉ ngơi để cảm ơn những người đến viếng thăm anh. Em thương xót khi nhìn hình ảnh chị đứng bơ vơ bên anh với đôi mắt sưng húp vì đã khóc liên tục mấy ngày nay. Anh là cả cuộc đời của chị, rồi đây bé heo sẽ làm nũng và nhõng nhẽo với ai. Tro cốt của nghệ sĩ chí tài đã được an vị ở nghĩa trang ca sĩ Phương Loan lặng lẽ bên người chồng quá cố. Sau lễ an táng, tro cốt nghệ sĩ chí tài đã được an vị ở một nghĩa trang gần nhà của nam danh hài và ca sĩ Phương Loan ở Mỹ. Vào sáng ngày 24 tháng 12 tại Việt Nam, tương đương chiều ngày 23 tháng 12 ở Mỹ, anh trai cố nghệ sĩ chí tài thay mặt gia đình thông báo tro cốt nam danh hài đã an vị tại nghĩa trang. Được biết, tro cốt nghệ sĩ chí tài được đặt tại nghĩa trang Holly gần với ngôi nhà của nam danh hài và ca sĩ Phương Loan ở Mỹ. Trên trang cá nhân, anh ruột của nghệ sĩ chí tài đã chia sẻ loạt ảnh trong lễ an vị của người em quá cố, kèm theo dòng chia sẻ: em đã đến nơi chốn bình yên trong vòng tay yêu thương của Chúa. Có thể thấy ca sĩ Phương Loan là người ôm tro cốt và tự tay đặt chồng vào nơi an vị. Hậu tang sự, khuôn mặt và ánh mắt ca sĩ Phương Loan vẫn còn nét buồn thấy rõ. Trong suốt buổi lễ, cô luôn được người nhà kề cạnh và động viên. Sau buổi thánh lễ, ca sĩ Phương Loan đứng lặng lẽ và nhìn thật lâu vào tro cốt của chồng, khiến ai chứng kiến đều vô cùng xót xa. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Cố nghệ sĩ chí tài kể về lần đầu diễn chung với nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và một câu nói đáng buồn phía sau hậu trường.
Sau sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài, mới đây đoạn clip trong một talk show của anh chia sẻ về nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh được hé lộ, khiến cho khán giả không khỏi xúc động. Vẫn giữ thái độ vui vẻ, gần gũi, cố nghệ sĩ chia sẻ trong khoảng thời gian đó, do dịch nên anh ít gặp được Hoài Linh, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sự xa cách. Anh cho biết, tuy cả hai không còn thường xuyên diễn chung, nhưng khi gặp Hoài Linh, tôi vẫn thấy có một sợi dây gắn kết cả hai lại. Hoài Linh là một người em nhưng cũng là người ơn với tôi, cho tôi cơ hội bước qua lĩnh vực hài. Từ đó tôi mới mò mẫm, lớn sân sang lĩnh vực khác. Tôi rất cảm ơn Hoài Linh. Cố nghệ sĩ Chí Tài chia sẻ, anh em tôi diễn chung 20 năm, tôi thì không nhớ được kỹ, nhưng theo lời của Hoài Linh thì từ năm 1997-1998, cả hai đã bắt đầu kết hợp. Sau này có một lần diễn Tết, tôi đi trên cầu cùng lúc với Hoài Linh. Bình thường Hoài Linh rất ít nói, nhưng tự nhiên hôm đó quay sang thủ thỉ rằng anh Tài. Nếu nói về cặp diễn hài chung với nhau gần 20 năm, thì em nghĩ chỉ có anh em mình giữ được đến bây giờ. Vậy là ghê lắm đó. Nhìn nét mặt của Hoài Linh lúc đó tôi cảm thấy thương lắm. Cố nghệ sĩ Chí Tài cho biết anh và nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Trong suốt thời gian kết hợp cùng nhau, chúng tôi không hề giận đối phương. Giữa cả hai không có sự ganh ghét, chỉ có thi đua với nhau để càng tiến bộ mà thôi. Nói về lần đầu diễn chung trên sân khấu, cố nghệ sĩ Chí Tài chia sẻ. Hoài Linh ngỏ ý với tôi rằng đang cần người diễn chung, thấy tính tôi cũng vui vui nên mời diễn chung thử. Lúc đó tôi mừng lắm, nhưng không thể hiện ra. Ngày lên diễn sau cánh gà, bà xã tôi là Phương Loan và Như Quỳnh đến động viên rất nhiều, khiến tôi không thể nào quên được. Thú thật lúc đó run lắm, nên những lời dặn dò tôi cũng không bao giờ nhớ cả. Cố nghệ sĩ Chí Tài kể về vở diễn đầu tiên của anh với nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Cả hai vượt qua điện thoại, chỉ nói vài câu rồi cúp, khiến anh toát mồ hôi, lo lắng và xin hủy. Nhưng vì sợ Hoài Linh buồn nên ráng học hết những điều đàn em dặn. Anh kể ngày diễn đến, ngồi đàn mà đầu óc cứ lo lắng về vở kịch diễn ra sau đó. May mắn lúc sau bước ra khán giả cười rất nhiều, khiến anh cũng vững tâm hơn. Cuối buổi Hoài Linh cũng dành lời khen cho sân khấu hài đầu tiên của anh. Tuy vậy, cố nghệ sĩ Chí Tài cho biết anh nghe được rằng có một người nhận xét về anh rằng 10 năm nữa không biết có hay hay không, khiến anh rất buồn. Chính vì vậy, anh đã cố gắng rất nhiều để thay đổi suy nghĩ đó. Kết quả là một năm sau, anh bắt đầu nổi tiếng, nhận nhiều show và chính thức trở thành một nghệ sĩ hài chuyên nghiệp. Đối với cố nghệ sĩ Chí Tài, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là một người rất tốt, sống chân thành và luôn lo nghĩ cho mọi người xung quanh. Tuy là có lịch trình bận rộn khiến cho cả hai hiếm có dịp trò chuyện hay gặp nhau, nhưng cố nghệ sĩ Chí Tài luôn dành cho người bạn đồng hành một tình cảm quý mến, đầy trân trọng. Em gái tỷ phú Cẩm Ly lên tiếng đính chính về số tiền tỷ vốn viếng vào quỹ từ thiện của cố nghệ sĩ Chí Tài. Vừa qua, ca sĩ Hà Phương và ông xã Chính Chu do bận việc không thể đến đưa tiễn cố nghệ sĩ Chí Tài diễn ra tại nghĩa trang Big Family tại Mỹ. Tuy nhiên, em gái tỷ phú của Cẩm Ly và chồng đã gửi vòng hoa và phúng viếng số tiền khá lớn vào quỹ từ thiện mang tên nghệ sĩ Chí Tài. Ngay sau đó, một số trang tin và báo chí công khai số tiền này. Có bên cho rằng Hà Phương phúng viếng 1,7 tỷ đồng. Trước thông tin này trên trang cá nhân của mình, em gái tỷ phú của Cẩm Ly đã lên tiếng đính chính. Hà Phương và anh Chính không chính thức đến tang lễ, chỉ gửi vòng hoa và món quà nhỏ thẳng qua cho chị Phương Loan 1,17 tỷ, chắc có lẽ báo đánh nhầm thành 1,7 tỷ. Tấm lòng của em gái tỷ phú Cẩm Ly khiến cho công chúng xúc động. Không hoạt động ở nghệ thuật Việt Nam, nhưng Hà Phương vẫn luôn dành tình yêu đặc biệt đến quê hương nơi đã sinh ra mình. Nữ ca sĩ thường xuyên về Việt Nam để làm từ thiện và có quỹ từ thiện riêng tại đây. Ngoài hoạt động nghệ thuật ra, Hà Phương cũng là một nữ doanh nhân tài giỏi. Được biết, ông xã của Hà Phương là tỷ phú Chính Chu, một trong những nhân vật đình đám trong giới doanh nhân. Hiện tại, em gái tỷ phú Cẩm Ly đang có cuộc sống vạn người mê bên ông xã. Vợ chồng Hà Phương sở hữu khối tài sản kếch xù từ bất động sản.